Tại nhà gian quá ấp Bình Long, xã Châu Bình, huyện Dòng Trơm đã diễn ra lễ trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cho câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau xã Châu Bình với thành tích là điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đồng khởi mới. Lãnh đạo ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh, lãnh đạo ban thi đua khen thưởng tỉnh đến dự. Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau xã Châu Bình được thành lập năm 2020, đến nay có 56 thành viên tham gia, trong đó có 16 thành viên cần được quan tâm chăm sóc như bệnh tật khó khăn neo đơn. Câu lạc bộ duy trì sinh hoạt lệ kỳ vào ngày 1 hàng tháng, kết hợp với các trò chơi, chương trình đấu vui có thưởng nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, gắn kết các thành viên. Ngoài ra còn tổ chức mừng thọ các thành viên bước sang tuổi 70, tổ chức sinh nhật cho các thành viên, tổ chức kiểm tra sức khỏe hàng tháng cho các thành viên, thường xuyên quan tâm thăm hỏi và chăm sóc sức khỏe cho các thành viên vào ngày 10 và ngày 20 hàng tháng. Trong hoạt động hỗ trợ, với số vốn ban đầu 32 triệu đồng đến nay đã hỗ trợ 12 thành viên gia giống xoay dòng thời gian 3 năm để chăn nuôi trồng trọt và mua bán nhỏ lẻ. Dịp này, câu lạc bộ cũng đã tổ chức mừng thọ các thành viên bước sang tuổi 70 và tổ chức chúc mừng sinh nhật cho các thành viên.